người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh đã chung lưng đấu trận với các dân tộc Việt Nam trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và thống nhất tổ quốc. Thành phố có 7 bà mẹ người Hoa được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng, 4 chiến sĩ người Hoa. Ban Hoa vật thành phố được chịu được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 300 liệt sĩ tiêu biểu như Hàn Hải Nguyên, Trần Thái Nguyên, Trần Bội Cơ, Hồ Hảo Hớn, Bách Thị Trang. Người Hoa tiêu biểu trong cách mạng Việt Nam như Hà Bá Tường, Châu Tương Lượng, Ngô Liên, Trương Đức, Trang Dung, cùng hàng ngàn thương binh, gia đình có công với cách mạng là người Hoa. Nhiều con đường, nhiều ngôi trường tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vinh dự mang tên của các danh nhân anh hùng liệt sĩ người Hoa. Đó cũng là cách để giáo dục các thế hệ trẻ người Hoa, người Việt nỗ lực học tập noi gương các thế hệ cha anh đi trước. Trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường có truyền thống lâu đời mang tên nữ liệt sĩ Trần Bội Cơ, một tấm gương sáng của tuổi trẻ Sài Gòn Chợ Lớn. Có khoảng 60% học sinh là người Hoa. Bên cạnh việc đạt nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học, trường đã tích cực tổ chức các hoạt động về nguồn giúp các em học sinh ôn lại lịch sử truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh người Hoa được học tiếng dân tộc trên cơ sở học tốt tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu của bà con người Hoa, đồng thời đáp ứng được thực tế đòi hỏi trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Học sinh người Việt rất là hòa đồng, đoàn kết, nên bọn em cũng rất là hòa nhập rất là dễ dàng. Trường cũng có mở cái lớp tăng cường tiếng Hoa để chúng em giữ gìn bản sắc.